Sao lại thắng được nhỉ? Sao lại thắng được vào đấy nhỉ? Không, ý tôi là tại sao tôi có thể top 1 một cách đơn giản như vậy nhỉ? Good job. Thằng 8 xong đấu game mà tôi mà gặp người thật, tôi thua 100%. Chắc chắn thua. Thế éo lại gặp bóng, xong rồi bóng, xong rồi người thật thằng này đánh nhau với thằng thần rừng thì lại thua. À, khó hiểu, game nói chung bây giờ khó hiểu lắm. Được chưa ạ? Rôn linh thú ạ, vâng. Nào thì rôn linh thú, nhưng mà trước hết thì từ từ đấy nha. Này, tôi hỏi ngu một chút là theo các bạn thì cái bàn cờ đẹp hơn hay là con linh thú đẹp hơn? Linh thú cái gì? Ờ, ok ok, linh thú em ơi, được được. Cái quan trọng là Ngọc muốn là được. 10. Ấy, thế là như nào? Tức là tôi có thể dùng cái này để tôi quy đổi con này luôn á? Thế là tôi hên vãi đái à? Ơ, à, mua được rồi à? Ờ, tươi. Yeah. Tôi đố các bạn biết bài nào counter xong đấu tốt nhất. Tôi đố các bạn biết đấy. Nào, kiểm tra bài cũ một tí là xem các bạn có nắm được bài không nào. Cái bài ấy để mà chống lại cái bọn xong đấu tốt nhất ấy là bài cảnh vệ bắn tỉa. Sen, lưỡi kiếm, siêu việt. À, là kim cương, chán hơn cứt. Cảnh vệ bắn tỉa. Xong đấu. Cảnh vệ bắn tỉa. Ui, ý cầm cờ cho ảo thế nhờ. Ui, burdens of the pack. This world needs hope. Ooh. Đấy, rôn nó phải đỏ đỏ này này. Đầu game nó phải đép được máu. Mà cờ nó phải tự lên ý. Thì đánh mấy cái bài slow rôn này mới có cửa để top 1 được. Chứ không chấp chúng nó một cái lõi kim cương mới lết game khó đánh lắm. 99% này này. Bên kia có hai con đấu sĩ 3 sao. Đéo có đồ. Gặp tôi ăn gỏi ngay, làm gỏi ngay. Thôi mình cứ chiêu chiêu thôi. Nếu như ý, nếu như mà tôi có một cái con sử gia nào đấy hợp lý, kiểu như là Zoe hoặc là con Galio hoặc là con gì đó hợp lý, thì tôi mới up cấp cái turn này để tôi vứt vào tôi kích 3 sử gia. Nhưng mà bây giờ có up lên thì các bạn cùng lắm chỉ vứt được con Nautilus được vào. Nhưng mà nghèo lắm, các bạn mà làm thế các bạn sẽ nghèo điên. Và cái quan trọng là bây giờ cờ của mình so với cái mức độ mid game này là rất khỏe rồi. Không chắc chắn 100% là có thể đét một chuỗi thắng, nhưng mà kể cả có thua thì cũng không thua nhiều. Nên là mình sẽ hâu hâu tiền một chút xíu. Thua mới cay kìa. Anh ăn nhiều đồ ngọt quá bị ốm à? Không, hôm qua anh hút thuốc lào nhiều quá, anh bị cộng thêm với việc là buổi tối nằm điều hòa nên là gió nó thốc vào đầu, nên là nó hơi không biết nữa. Hôm qua đau đầu kinh khủng, hai cái thái dương này, đằng sau gáy này, đặc biệt đằng sau gáy này đau đéo chịu được. Chắc là có tuổi, có tuổi rồi nên là những cái đấy mình đau đầu. Hôm nay thì đỡ rồi, nên là từ nãy giờ các bạn có thấy tôi có dám làm bom nào đâu, không có dám bắn bi thuốc nào nó luôn, ngồi im tin thít. Em tưởng anh uống nhiều C2 quá, đang bậy. Định lấy độc trị độc. À, rồi rồi rồi, anh nhớ rồi, anh nhớ rồi. Em là người hôm qua donate cho anh rất nhiều C2 đúng không? Anh nhớ rồi. Wow. Ui, level 8 sao này giàu thế. Này có rút đồ ra lắp lại đồ thì đẹp hơn. Ít đủ tành quá. Dướn một con nữa mà khó thế.
làm 5 cái top một nửa nhé anh. Cảm ơn em, anh sẽ cố gắng thôi. Cái này thì không dám hứa trước. Ví dụ như bài này chẳng hạn này. Bài này là... Bài này thấy cái cửa lên 8 U Linh nó hơi tối đấy. Level 8. Level 8 là vừa khít lỗ đít đúng không? Level 8. Đúng không nhở? Không, phải level 9. Bài này phải level 9. Đúng không nhở? Bài này phải level 9. Ờ đúng rồi. Phải level 9 mới lên được. Mày con dài ra rách này. Mày làm tao hỏng hết kế hoạch rồi. Tổ sư. Bên trái yếu hơn. Cảm giác như bên trái yếu hơn. Dài ra 3. Dài ra đã lên 3. Bài này đang thiếu tanh thì tôi nghĩ là lấy cái này ok này. Lấy cái này là cái thứ mà nó sẽ bổ sung cái khả năng phòng ngự tốt nhất trong bốn cái đồ này. Còn cái áo choàng mờ ám này thì cho con sen cầm, nó không mắc binh bằng cho con Udia. Nên là tôi sẽ ưu tiên cái này. Đây. Tổng giáp và tổng kháng phép. Mà con này đang rất là nhiều giáp. Thậm chí là con này còn kêu sức mạnh theo đam đánh. Đang ngồi giải thích. Đang ngồi phân tích còn chưa kịp chọn. Thấy không? Số phận. Nó là số phận đấy các bạn ạ. Hay chưa? Mẹ quả đấy không lấy cái đồ đấy là thua rồi. Là con Zyra chết từ sớm, bị con cái da đứng lên nó bắn chết từ sớm là tôi thua rồi. Hay quá, lấy quả đồ hay quá. Kinh nghiệm nhá, đấy là kinh nghiệm cho anh em đấy. Bây giờ tôi đang muốn hỏi các bạn là có nên ưu tiên một cái vết thương sâu vào con này hay không? Hay là mình sẽ lấy thêm một cái đồ tanh nữa lên bên trên? Cá nhân tôi nghĩ là vẫn nên có một cái vết thương sâu, mặc dù là con này có vết thương sâu rồi. Vẫn nên đánh cho nó hợp lý. Thì sao lại giáp lửa? Giáp lửa làm sao nó perfect bằng cái này? Tí nữa mình sẽ lấy một cái đồ thật nhiều giáp và kháng phép cho con này nữa là đẹp nhất. Một cái thú tượng chẳng hạn, lấy cho con này một cái thú tượng là đẹp nhất. Không sao đâu. Mình đang cháy, mình sẽ chắc chắn sẽ có mặt ở tơn chợ vòng 5.4 này. Nên là mình sẽ có thêm đồ tanh cho con này, không lo đâu. Ổn mà. Zyra có vết thương sâu rồi. Nó cũng giống như câu chuyện là con Aphelios có giảm giáp rồi. Nó giống như câu chuyện là con Alun cũng có giảm kháng phép rồi. Mà tại sao người ta vẫn phải lắp dao điện, vẫn phải lắp nỏ sét? Trong trường hợp này tại sao con này có vết thương sâu mà vẫn phải lắp quỷ thư? Bởi vì con này vết thương sâu, nó không vết thương sâu được ra tuyến sau. Nó chỉ đốt được có hai mục tiêu trước mặt đó thôi. Con Zyra có cần Soji, nhưng mà từ nãy đến giờ thì đồ của tôi hai cái kiếm nó nằm ở trong hai cái ấn U Linh thì tôi móc ở lỗ đít ra kiếm nữa mà tôi lắp Soji. Móc ở đâu? Chứ ai mà chẳng muốn con Zyra đánh có hồi chiêu. Ai mà chẳng muốn có nhiều hồi mana mà chơi. Khổ tâm lắm. Nhiều cái nó ấm ức lắm chơi game ấy. Hai thằng xạ thuật sư, một thằng song đấu 8. Cái này là nổ hũ à? Đây là thần tài bao nhiêu số mới được cái này đây? Kinh violin 4.000. Ôi mẹ, bây giờ tôi hỏi thật các bạn nhá. Với hai cái cọc đấy thì các bạn nhìn cái diệt khổng lồ này với cả cái dây chuyền trục tội cho con sen thì các bạn thích cái nào hơn? Tôi hỏi thật. Tôi hài rồi. Bắt phải lấy. Và họ thực ra thì tôi cũng không cần lắm, nhưng mà tôi bắt nó phải lấy. Bây giờ bài này của mình về cũng không biết nhét vào đâu nữa. Level 8 nhét vào đây. Rút đồ ra, cũng không kịp nữa rồi.